Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Anh Thư kể lại nguyên nhân sát hại Minh. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Hoa Vương. Ông Quang Hải hỏi tại sao con lại giết tên đó. Anh Thư mới kể trước khi lễ trao giải bắt đầu, hắn ta đã đe dọa sẽ công khai chuyện ba mẹ con với báo chí. Hắn ta đã hẹn gặp con tại một căn nhà hoang ở vùng ngoại ô. Tại đó đã xảy ra xô xát. Trong lúc hoảng loạn, con đã đánh vào đầu của hắn. Không ngờ, lan can quá yếu, hắn ta đã rơi từ trên xuống. Hải đang hỏi, em có chắc là anh ta đã chết rồi không? Đăng Hoa cũng tới hỏi chị có thấy tận mắt không? Chị Anh Thư trả lời lúc đó vì quá sợ hãi nên chị đã bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng hắn ta té từ trên lầu ba xuống, máu chảy nhiều mà không còn nhúc nhích gì hết. Bà Oanh không những không an ủi mà đổ thêm dầu vào lửa. Vậy là nhà mình có tội phạm giết người rồi đó. Hiếu chạy lại nói với mẹ mình, mọi chuyện chưa có chắc chắn thì mẹ đừng có nói bậy bạ. Bà Trà Mi hỏi lại Anh Thư, có phải chuyện này mà con tuyên bố giải nghệ rồi đi suốt từ hôm qua đến bây giờ mới về đúng không? Anh Thư nói con đã muốn tự sát vì đó là duy cách duy nhất để cô có thể chịu trách nhiệm, nhưng mà cuối cùng con vẫn không thể nào chết. Cô xin lỗi mọi người. Anh Thư nói, bố con đã định tự thú rồi, nhưng mà con sợ điều lụy đến anh Đăng, đến tập đoàn Tinh Hoa cho nên con mới về đây hỏi ý kiến của bố. Ông Quang Hải đang trong bực tức, nói rằng, cô nói thế mà nghe được à? Con tưởng một mình con chịu thì mọi chuyện sẽ qua hết à? Đó là một mạng người đó, chứ không phải chuyện đùa đâu, vậy là thanh danh của nhà này đi tong mất rồi. Làm sao con có thể xảy ra chuyện đó cơ chứ? Liệu rồi gia đình ông Hải sẽ xử lý cô con dâu như thế nào? Tất cả sẽ có trong những diễn biến tiếp theo của bộ phim Hoa Vương. Nhớ like và đăng ký để đón xem các video mới nhất trên kênh nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.